Mến chào các bạn, thì cũng tiếp tục giới thiệu phôi may phôi chỗ anh Thanh đó. Buổi chiều á thì thời tiết Cần Thơ đã khá oi bức rồi, nóng lên rồi. Qua những ngày mưa gió ẩm ướt á, hôm nay đã có nắng rất tốt. Thì cũng đến để nhờ anh giới thiệu một số cái phôi may cho bà con mình á, với anh em giao lưu. Thì anh em thích thì gọi điện thoại. Thì trước khi tiến hành giới thiệu phôi mai á, thì anh cũng cắt gọt lại những cái phôi mà chưa có dưỡi á, để cho nó ra hình dáng cho nó ok tí xíu. Ghép đây cành, bẻ qua đây chi, ghép đây một cành là dẫn cái ngọn lên. Đó. Hai chi hai bên đây với cái ngọn dính giữa dẫn cái ngọn lên. Dạ. Mấy phôi nhỏ nhỏ này nhưng mà đế rất là đẹp nha anh em. Đế đẹp. Đúng, đế đẹp. Thì anh Thanh ơi, thì trước khi anh giới thiệu cái phô mai rồi đó anh, thì hiện giờ thì trên kênh của em thì có khán giả đang băn khoăn thắc mắc thì liên quan đến tiền bạc, thì bà con mình anh em cũng rất là nói chung là tâm tư á, hỏi anh á, ví dụ như đặt giá đồ xong thỏa thuận rồi cách chuyển tiền sao anh? Dạ, cái này là em thu hộ hết anh. Ừ. Dạ, anh em cứ nếu mà anh em chốt cây anh em cho địa chỉ và số điện thoại. Dạ. Em sẽ ship cây cho anh em rồi anh em nhận cây anh em thanh toán tiền. Dạ. Dạ. Em an tâm cái phần đó em thu hộ. Như vậy là anh em yên tâm ha, thu hộ tức là cây trao tay bên kia giao tiền đó. Chuyển phát nhanh thu hộ, COD. Dạ, ship COD. Ship COD. Dạ. Là anh em rất yên tâm nha. Thì rất cảm ơn anh. Tại vì nhiều khán giả hỏi thì em sẵn ở đây có anh thì em hỏi luôn cái cách chuyển tiền sau đó, thì anh Thanh đã giải đáp cho các bạn. Rồi mời anh Thanh tiến hành đo để giới thiệu cái phôi thứ nhất cho bà con mình ạ. Cái cây này là em đo cái thân này thôi nha anh em. Chứ không phải là đo chùm hết hai thân này nha. Dạ. Đó. Em chỉ đo cái một thân này cho anh em thôi. Mà em đo là đo cái thước dây nữa là nó rất là chính xác nha anh em. Dạ. À, nó không có dùng dây mà nó cũng không có ấy. Đó, cây này là hoành thân nó 16 nè. Hoành thân 16. Dạ. Dạ. Nếu như đo chùm luôn bích ngay đây ngay cổ rễ đó là nó tới 28 lần nha anh em. Dạ. Dạ. 16 thì từ cái cổ rễ nè, cổ rễ lên đỉnh ngọn là cây này cây mini nha anh em, có mini. Cao có 17 rồi nha anh em. 17 thôi. Dạ. Rồi, như vậy là anh em nếu mà anh em nào mua về thì mua cái chậu chữ nhật. Cái chậu chữ nhật 30 40 là anh em trồng vô rất là đẹp. Dạ. Tết năm sau anh em để bàn chơi là đẹp. Vậy là phù hợp ở bonsai anh. Dạ, bonsai để bàn. Dạ. Cây này em bán giá cả điểm tại vườn là 1,5 triệu anh em. Rồi, 1,5 triệu anh em ơi. Nói chung là nhìn rất là lắt léo. Cái đế á. Rồi, rất cảm ơn anh. Cái phôi thứ nhất. Phôi thứ nhất 1,5 triệu. Dạ, tiếp tục mời anh giới thiệu phôi số 2. Cây này tại em mua trong vườn em cắt trừ hao, bây giờ về em cắt lại luôn. Cắt cho nó chính xác luôn. Dạ. Tiến hành chỉnh cắt luôn nha anh em. Phôi này nói chung anh em nếu mà về anh em ghép thì anh em cũng ghép giống như cái phôi số 1 vừa rồi đó nha anh em. Anh em ghép đây cành, bẻ đây chi. Anh em ghép ngay cái môi này bẻ qua đây chi, anh em ghép ngay đây một chi. Em dẫn cái ngọn lên. Dạ. Yeah. Cây mini, cây này cái cục đế rất là đẹp nha anh em. Cục đế đặc luôn nha anh em. Số 2 đó anh em. Số 2. Rồi đó thông số luôn nè. Số 2. Cây này hoành thân là em đo trên thân chứ em không đo dưới cổ rễ nha anh em. Số 2. Dạ, cây này hoành thân là 15 rồi nha anh em. Hoành thân 15.
thể chiều cao là 14 nha anh em, từ cổ rễ tới đỉnh ngọn là 14 nha anh em. 14. Dạ. Dạ. Rất cảm ơn anh. Thì cũng một vòng đi anh, một vòng rồi báo giá luôn ạ. Rồi ra giá luôn đây. Dạ, cây này em bán cũng 1,5 triệu luôn nha anh em. Rồi, đồng giá cây số 1. Giá cây số 1 luôn. Như vậy là cây này cây số 2 đồng giá. Cây này cục đế rất là đẹp nha anh em, cục đế đặc luôn á nha anh em. Quá ok dạ. Anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh. Tiếp tục số 3. Số 3. Rồi, cây số 3 này là cây quái nha anh em. Chung là lắc léo luôn. Nhìn thấy lắc léo. Bộ rễ nó ngoằn mèo mà thân nó cũng lắc léo luôn. Anh cắt xương xương lại cái nha anh em. Đó, anh cắt luôn. Nó có mấy chân cành này, giờ anh em ghép cho mấy chân cành này là đẹp nha. Lắc léo lắm anh em ơi, số 3 này nè. Mình không trong nghề nhưng mà giờ em nói là thấy khoái liền rồi đó. Cây này em mua trong vườn của cái bác kia, ông trồng ở trong cái thùng B á. Thùng B em cắt còn cái nửa thùng à. Ông trồng vô bởi vì cái bộ rễ nó mới quắn xà lộn này nè anh em, nó mới quái gì được gì nè anh em. Trồng thùng B nghe tưởng đâu trồng hành, trồng tỏi, trồng ngò gì không. Hay quá, rồi đo luôn anh ơi, thông số luôn. Đúng là lắc léo này. Hoành thân 13 nha anh em. Hoành thân 13. Tổng thể chiều cao là 47. 47. À. Chiều cao 47. Rồi, một vòng luôn anh ơi, một vòng luôn. Rồi cho giá luôn. Dạ, cây này cũng đồng giá, cây số 1, số 2 là chiều gửi nha anh em. Quá ok, cây số 3 chiều gửi luôn. Chiều gửi luôn em ơi. Cây số 3. Cây số 3 mình quan sát là rất là lắc léo. Anh em nào có nhanh tay gọi điện thoại liền đi. Rồi số 4. Số 4 này khá to nha. Cây này có công rễ lết này nha anh em. Khá to. Dạ, em rút chân cành cho nó gọn lại anh em, có mua em ship gói rồi cho dễ luôn nha anh em. Rồi cắt luôn, chỉnh sửa luôn. Chỉnh sửa. Số 4 nha anh em. Cây này cây số 4. Rồi cho cái thông số luôn. Cây này hoành thân 17 nha anh em. Rồi 17 anh em ơi. Tổng thể chiều cao là 41 nha anh em. 41. Rồi giá luôn ơi. Dạ, cây này đồng giá mấy cây kia cũng 1,5 triệu luôn anh em. Rồi đồng giá một lọt luôn. Cây số 4, 1,5 triệu. Quá ok luôn anh em, nào mà có nhu cầu quất một lô luôn anh em ơi. Cây số 4. Rồi. Số 5. Dạ, cây số 5, cây này là cây mai tứ quý nha anh em. Tứ quý. Cây này cái dáng lết mà chân cành cũng khá là đều nha anh em. Đó. Nguyên cái bể đế này nó đặc thù luôn nha anh em. Ok, quá đã luôn.
Nam nhớ cây số 5 là cây tứ quý nha anh em. Cây số 5 là tứ quý nha. Cây số 5 tứ quý. Số 5 tứ quý. Rồi mời anh cho thông số. Dạ, hoành thân là 22 nha anh em. 22. Chiều cao là 68. 68. Dạ. Dạ. Rồi cây này giá đặc biệt luôn, 1 triệu rưỡi luôn anh em. Rồi, 1,5 triệu luôn. Dạ. Nhưng mà quá là ok, bự. Em này em bự. Uống sữa nhiều này, bé bự. Cây số 5 1,5 triệu nha anh em, cây tứ quý nha anh em. Tứ quý, tứ quý. Rồi cây số 5 1,5 triệu nha anh em ơi. Số 5 triệu rưỡi. Rồi mời anh sắp lời giùm cái. Rồi cho anh em xem lại một lần nữa chiêm ngưỡng dung nhan của năm em này nha. Đó. Có gì thì liên hệ số. Năm em luôn, năm em. 0919 99. Vậy là một lọt 5 phôi nhỏ này là có giá là 1,5 triệu. 0919 99 0408. Rồi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho anh Thanh nha anh em. Số điện thoại đó có Zalo luôn đó nha anh em. Hôm nay thì đồng giá hết. Ok. Một lần nữa thì kính chúc sức khỏe anh em và rất biết anh em đã ủng hộ kênh chỗ mình và chỗ anh Thanh. Cảm ơn, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Tạm biệt. Rồi quá rồi. Ủa vậy mình qua bản